Chiều nay, dự thảo luật thủ đô sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét cho ý kiến trước khi thông qua. Dự thảo luật được đánh giá đã hoàn thiện, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, đầy đủ các ý kiến đóng góp, kỳ vọng sẽ nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội. Trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 năm 2023, dự án luật thủ đô sửa đổi đã cơ bản được các đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết, mục đích, quan điểm sửa đổi luật và nội dung chính của dự thảo luật. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật thủ đô sửa đổi có 7 chương và 54 điều. Dự thảo luật đã bổ sung, chỉnh lý nhiều nội dung để thực hiện chủ trương tăng cường phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội trên một số lĩnh vực. Dự thảo của luật thủ đô sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 lần này được hoàn thiện với mức độ cao, không có các nội dung phải đưa ra nhiều phương án để Quốc hội thảo luận, lựa chọn, nghĩa là không còn nội dung có ý kiến khác nhau gây khó khăn cho quá trình lập pháp. Với phạm vi điều chỉnh khá toàn diện, dự thảo luật thủ đô sửa đổi được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm thực thi pháp luật đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả với các cơ chế chính sách ưu tiên vượt trội để phát triển thủ đô.